Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em có một số máy lọc nước ion này, dây đèn led, dây nguồn, dây điện, combo đồ nghề cho bếp và rất nhiều sản phẩm khác nữa nha các bác. Có nệm massage này, bảng học sinh này, võng dù này, ổ điện phích cắm đủ loại nha. Rồi, ở đây mã số G1 là một chiếc máy lọc nước. Đó, máy lọc nước, máy lọc ion kia. Đó, này, máy này thì bao điện cho các bác nha. Đó, bao điện. Còn máy bên trong thì về các bác phải vệ sinh, đó, sửa chữa lại, thay dây, nối dây. Đó, về lúc nào quen thì mình có thể sử dụng. Cũng còn nguyên đầy đủ bộ phận của nó nha. Trong máy thì còn nguyên nhé, thân máy thì còn nguyên. Báo điện cho các bác thôi, xài điện 100V này. Cái máy này thì nó xài trong bệnh viện. Đầu nguồn vào này, đây thông số của nó này, tem mác còn nguyên nha, còn khá là ok nha. Một chiếc như này, mã số G1, đây, G1 850k nha. Đây, có tem bảo hành đây từ năm 2016 này. G1 850k. Cắm điện còn chạy nha các bác. Đó. Mã số G2 cũng một cái tương tự luôn. Rất là nặng. Xà điện là 100V nhá, xà điện 100V. Báo điện cho các bác nha. Đây nó này. Mã số G2. 850k luôn. Về mình vệ sinh, thay thế sửa chữa lại nha. Những cái dòng lọc ion kiềm này thì nó về cũng rất là ít nha. Đó. Một lần thì về được một số con thôi. G2 850k. Đó. Mã số G3 này một cặp. Đó. Hai chiếc loa nha. Đó. Hai chiếc loa. Còn mới nguyên nha, chưa qua sử dụng. Đó. Rất là đẹp luôn, kèm theo cái dây của nó này. Đó. Dây đấu thôi. Này hàng... trung suất nha, trung suất nhật, cũng còn rất là mới luôn, hàng như kho. Đó. Cái này thì không có, hôm nay thì không có máy để test nha các bác. Đó. Mà em cũng có test rồi. Đó. Loa kêu cũng khá là lớn nha. Đó. Trong đó. Thì về các bác để chế cháo này. Đó. Để độ chế loa của mình. Đó. Một cặp như thế này, hai chiếc nha, hai chiếc. Mã số G3 690k. Cặp loa. Mã số G4 là một hộp mồi câu. Câu. Các bác nào đi câu này. Mồi thì có gắn lưới ở đây. Mồi lưỡi chùm này. Rất là nhiều luôn. Chì này. Ao câu. Bốn cái này. 6 8 chiếc mồi câu. 9 cái này. Đây là cái phao này. Lưỡi câu này. Câu lớn cái này các bác là câu biển này.
là nhiều loại, một hộp mồi câu như này. Mã số G4 350k. Mã số G5. Đây là một bộ còi hú ô tô, còi hú ô tô. Này hàng lưu kho nha. Đó. Còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng. Dây đã bị của nó đầy đủ luôn nha. Mót này. Loa này. Loa cũng siêu lớn nha. Đấy, về các bác công tác ô tô thì mình cũng có thể chế cháo những mục đích khác của mình. Còi hú này, báo động. Bộ anten này. Đầy đủ phụ kiện nha. Một bộ như này. Mã số G5. G5. 350k. Đây có cả sách hướng dẫn sử dụng cho các bác nha. Tem bảo hành, phiếu bảo hành. Mã số G5 350k. Mã số G6. Đây là một bộ là chiếc hai chiếc dây điện nha, dây nguồn này. Đây dây 1.5 nha, 1.5 hai lõi. Đó, một da dây nguồn, cái này thì làm dây nguồn máy rất là ok rồi. Đó, dây cực dày luôn. Dài 4,5 m nha, 4,5 m. Và một quận dây 0.75 hai da dây bóng đèn. Con này thì dài 9 m nha. 9 m nha. Và một cặp như này, mã số G6 140k. Mã số G7 cũng một cặp luôn. Quận dây bóng điện hai da dây 0.75. Dây cực mềm luôn, dây của Kawasaki nha. Cũng là khoảng 9,5 m nha, 9 m. Và một bộ dây nguồn này. Dây này 2.0 nha, 2.0 ba lõi, dài 4 m. Một bộ như này, mã số G7, 140k luôn. 140k. Tiếp theo, mã số G8. Đây, một combo dao bếp, dao bãi nha. Thần ký các bác luôn, thành lý các bác nha. Rất nhiều con luôn. Dao có lỗ chống dính này, khăn gỗ này, dao thái để về mình mài rũa vệ sinh sử dụng, dao để ba nhỏ này, dao lóc này, cán đúc liền này, rất là nhiều luôn, dao gọt trái cây này, combo như này, mã số G8 250k luôn. Cán nhựa nha, còn cán thép này, cán gỗ này, đầy đủ các loại nha, để mình vệ sinh mài rũa lại. Cũng còn rất mới nha, cán chưa hề hư hại gì. Mã số G9 cũng một bộ combo luôn, thành lý các bác nha. Rất là nhiều luôn, chục cây luôn. Đây có lỗ này. Chống dính nhá, cái này thì nhiều bác kêu là xài nó không hợp lý, nhưng mà cái dòng này thì mình thái thì nó không có bị dính nhá. Bên Nhật thì người ta sử dụng cái dao còn lỗ rất là nhiều, dao lóc này, còn trái cây nhỏ, cán gỗ rất đẹp luôn, quả cai, dòng này quả cai này. Cây này cực dài luôn này, dài 18 cm nhé.
này là đứt hai người, này có đứt đây, rất là nhiều loại, đây căn gỗ này, carbon, carbon như này, mã số G9, 250k rồi, thành các bác loại. Đây tô kẹp bóc vuông này thì cái này có thể kẹp được thanh vuông 10 nha các bác, lớn nhất là được thanh vuông 10 nhé. Bác nào mình hàn hoặc cắt thì mình sử dụng như cái này nó rất là hợp lý nhé, độ chính xác cao cho mình cắt hoặc hàn nó chuẩn xác, không cần phải giữ, một người nào cũng được luôn. Phần này mình có thể gắn vào đế gỗ này hoặc là bê tông. Đây tô kẹp bóc vuông, chất liệu của nó cũng khá là cứng cáp nha, cứng luôn. Một chiếc như này 195k nha, 195k, mã số G10, chiếc cuốc chim mini nha, này đúc liền nha, đúc liền luôn, có đầu cuốc này, dày khá dài luôn, phần này dày khoảng 1,5 ly nha, 1,5 phân nha các bác. Này xài thì hao cán thôi chứ không hao lưỡi, cực bền luôn, xài không biết bao giờ mới hư, cũng còn khá là mới luôn. Mã số G10, 120k, về mình gắn cán và là xài được thôi. Thép đúc luôn, bộ dây rửa xe, dây rửa xe hàng tháo máy nha. Cái này cũng khá là dài, 6-7 mét rồi nha các bác, khoảng 6-7 mét rồi, thông sâu qua nó này, mới 99% luôn. Chiếc dương này 220k, cái lớn nha. Bộ đèn led, dây đèn led 5 mét nha, ánh sáng là này thì không có bình test nha, cái này xài điện 12V nha các bác, 12V. Bọc của nó này nguyên vẹn nha, điện 12V, dài 5 mét nhé, đây điện rất là đẹp luôn. Đây thì xài nguyên dây cũng được hoặc là các bác có thể cắt ra đầu nối tùy các bác nhé, thì mục đích sử dụng thôi, gắn trên xe hoặc là trang trí. Một bộ như này 35k nhé, 35k, dây 5 mét. Là bộ dây đèn led này, dây này thì mình phải qua cái đầu nữa nhá, đầu chuyển nữa nhá, một quặn như thế này là 10 mét nhá, 10 mét nha các bác, 65k, 65k một quặn 10 mét, đây này nó bọc cao su này, giữa trong bên ngoài. Cực bền luôn, siêu bền luôn. Quận 10 mét này, 65k nha. Phần sót vẫn còn dao Santo, Santo. Bản vuông này, rất là đầm tay luôn. Dày 2 ly nhá, hơn 2 ly. Cán đúc liền, cực đẹp luôn. Dài 16,5 cm. Bản 4,5 phân. Con này rất là sắc bén nhá, sự bén cũng khá là tốt, còn nguyên hộp của nó nhá, khá đẹp luôn, sót một con duy nhất thôi. Này 190k nhá, anh đi các bác luôn, 190k nhá. Kéo cắt hàng rào, kéo cắt hàng rào, cán thép nhá, cầm cực kỳ là chắc chắn luôn, lưỡi cực dày nhá, dày gần 4 ly nhá, gần 4 ly, khá là dài, dài 30 cm nhá. Cắt hàng ra này, điều chỉnh này, mình có thể tháo ra để mài rũa được nhá. Cán bọc cao su cực kỳ êm luôn. Một chiếc như này 160k, kéo cắt hàng ra tỉa cây cảnh, siêu lớn siêu dài, kéo cắt cành trên cao này.
cũng tiếp sắt luôn nha, à, siêu cứng luôn, lưỡi cũng rất là dày nha, à, cắt cành lớn ok luôn, bảo ok các bác nha. À, chiếc như này 220k nha, à, 220k. Tiếp theo đây là một chiếc nệm massage nha các bác. Đó, nệm massage. Cái này thì mình có thể để trên ghế sofa này, ghế xe hơi này, ngồi vừa xem phim hoặc là vừa đi xe mình vừa massage. Đây nó có các điểm massage đùi này, massage vùng hông này, massage gáy này. Rất tiện dụng nhá, xài điện 220. Điện 220. Đây, bộ lực của nó đây nha các bác. À, này mình có thể ngồi ghế hoặc là trải ra nằm cũng được nha. À, nằm cũng được luôn. À, đây thì cái mẫu mẫu trước của nó là xài điện 110 thì nhiều bác về sử dụng rất là khó. À, cái này thì sử dụng điện 220 nha. Đây, ở đây thì nó có đầu nối nhé, đầu nối để dành cho xe hơi thì nó sẽ có bộ chuyển. À, dây sạc của nó đây các bác này, dây sạc nha, mình đấu vào đây. Còn nếu mà xài xe hơi thì mình dùng jack này nha. Đó, mình sử dụng đặt làm ghế tựa đây, ghế tựa để massage vùng hông cho mình này, massage đùi, massage cổ cho mình. Đó, rất nhiều chế độ rung nha. Đó, chế độ rung dài ngắn rồi đây. Để cài đặt thời gian luôn này. Đó, ăn nó. Rồi, test cho các bác nha. Đây, em cắm điện là 220 này, à, cắm điện dây 220 này. À, bật này. À, rung rất là mạnh luôn. À, tăng tốc độ này. À, chế độ nhỏ này. À, nóng này. À, đây, cho nó làm nóng nha. Rung cực mạnh luôn. À, bên này là chỉnh chế độ mạnh nhẹ nha, đây có 3 mức đây. Còn bên này là chỉnh các cái kiểu rung này. Đó. Đó, đây có 8 loại nha. Đó, 8 loại. Còn đây là các mức mạnh nhẹ, có 3 mức nha, 3 mức mạnh nhẹ. Đó. Rồi, đó, cái này thì về các bác tìm hiểu thêm nha. Đó, bác đào xài xe hơi thì sẽ có bộ riêng để cho xe hơi nha. Đó, một bộ như thế này, nệm massage. Đó, em đang bán với giá là 380k nha. Đó, 380k một chiếc. Rồi, tiếp theo. Đây là một cái cưa sắt, đó, cưa sắt, cưa sắt cho các bác đây. Đó, này toàn bộ cán của nó đó, thép hết nha, đó, cực kỳ là cứng cáp luôn, tay cầm lớn này, dễ sử dụng. Đó, cái này thì mình có thể điều chỉnh nha, điều chỉnh độ dài ngắn của lưỡi cưa, đó, tùy theo mẫu lưỡi cưa của mình. Đó, mình xài hư lưỡi cưa có sẵn này rồi thì mình có thể thay thế được nha. Đó, có 3 mức này, 3 mức lưỡi cưa dài ngắn loại nha. Bác nào mà muốn lưỡi cưa nó hơi lệch cỡ một chút đó, thì mình có thể là cắt mớm ở chỗ này là, hoặc là ở đâu đó để mình chỉnh cái độ lưỡi cưa cho phù hợp với cái mẫu lưỡi của mình nha. Đó, và một chiếc cưa như thế này là 75k, lưỡi cưa sắt rất cứng cáp luôn. Đó, bác nào mà xài này là làm cưa gỗ cũng được luôn. Đó, mình thay thế lưỡi cưa gỗ vào là được thôi. À, 75k một chiếc nha.
khung thép cứng luôn. Rồi, lưỡi cưa gỗ này, Canon. À, mạch lớn nhá, mạch lớn. Cưa cực sắc luôn. Bản siêu lớn này, đó, siêu nhanh luôn. Một chiếc như này 80k nhá, 80k. Đây có ba cái chốt vít này. Cực chắc. Nhựa tổng hợp nhá. Cán nhựa tổng hợp bọc cao su cực kỳ êm tay luôn. 80k một chiếc chưa. Rồi, tiếp theo. Đây thì len cao co nhiệt vẫn còn nha các bác. Đó. Mình đấu nối dây điện. Đó. Thì mình sử dụng như thế này, rất tiện dụng, nhanh gọn mà đẹp. Đó. Một bộ như thế này, 7 sợi nha, đầy đủ các mẫu. Đó. Lớn nhỏ từ 1 chấm đến 10 chấm cũng có luôn. Đó. Một sợi của nó thì nó khoảng gần 2 mét nha. Rồi một quặn gen co nhiệt như thế này 50k nhé, 50k. Đá mài ra, đá mài ra dùng trong gia đình. Độ mịn của nó là 180, 320 mét by Japan. Hai mặt nha, hai mặt đá, mặt phá và một mặt là mài mịn. Nay thì xài trong gia đình cũng rất là ok rồi nha. Đó. Rồi, dao bếp cực kỳ ăn thép nha, mà cũng rất là ít hao đá nha. Cái viên này thì em cũng có test rồi, sử dụng trong nhà rồi, xài cũng cực kỳ nhanh luôn, ăn thép. Đó. Mặt mịn, mặt 320 của nó cũng khá là mịn nha các bác. Đó. Một viên như thế này 90k nha, 90k một viên. Rồi, tiếp theo bộ kéo y tế nhé, bộ kéo y tế. Đây thì một bộ của nó sẽ gồm 10 chiếc kéo như thế này, 10 chiếc kéo y tế như thế này. Cắt chỉ, cắt đồng mũi đồ cũng được luôn. Nhỏ thôi. Còn mới nhé, chưa qua sử dụng, kéo inox. Chưa qua sử dụng nha, còn mới nguyên, cái này hàng tồn kho nha các bác. Là một bộ sẽ gồm 10 chiếc kéo nhỏ như thế này và 10 chiếc nhíp như thế này. Đó. Nhíp này thì nó có đấy, đủ mẫu nha. Đó, kẹp này. Đó. Một bộ 10 chiếc kéo và 10 chiếc nhíp. 120k nha. Đó, 120k. 20 chiếc. Đó. Búa nhổ đinh hết vẫn còn nha. Tại vì cũng còn một số cây nữa thôi. Đó, còn mẫu mẫu 20 nha. Mẫu này thì nó nặng khoảng 800, hơn 800 gram. Cán bọc cao su luôn này. Đó, đây cái đầu nhổ đinh này, trong mớm này. Mớm này, nhổ đinh bên hông này. Đó, lưỡi chữ V còn nguyên nha, chưa hề hư hại, rất là cứng luôn. Đó. Của Mỹ nha. Ở đây thì cán của nó đúc liền này, đó, cán thép đúc liền, cực kỳ cứng cáp luôn, bao bền cho các bác nha. Đó, mặt búa còn nguyên nha, búa này là hàng tồn kho nha, chưa qua sử dụng. Đó. Cán dài 40, 220k, size lớn nha, kỳ ok luôn, búa đóng đinh. Rồi. Đầu nắt léo này, này có thể mở ốc góc hẹp nha. Đó. Cái này mình lắp vào đầu máy khoan này, đầu máy khoan này, để vặn ốc khoan cũng được luôn. Đó. Đây cái đầu này để gắn này, đầu gắn đó. Gắn vít này, đó. Mở ốc góc hẹp nha. Và một chiếc như thế này là 135k nha, 135k một chiếc. Đó. Đây hàng bãi nhá, hàng Mỹ nhá. Các bác nhìn cái chất lượng của nó là cực kỳ ok luôn này. À, về mình tra dầu thêm một chút nhá, tại vì hàng bãi thì nó sẽ hơi khô một chút, thì mình tra dầu và cho nó đảm bảo sử dụng được lâu bền. 135k nhá, cứng luôn. Rồi, tiếp theo là một bộ
kính lúp, kính lúp hai. Đây có mặt kính lúp này, nó ở đây thì nó kèm theo một cái bộ này, một bộ đế nhá, bộ đế này, độ kẹp đầu kẹp này, gắn đầu giữ màu hàn đấy, đấy của nó đây, đầy đủ phụ kiện bên trong nhá, về mình ráp vào là được rồi. Đây. Cái này thì nó có pin nhá, mình xài hai pin pin máy lạnh nhá, pin thì mất máy lạnh pin nhỏ đây, on off này, có thể chiếu sáng nhá, đèn chiếu sáng và nó đảm bảo, hoặc là mình cũng có thể bỏ ra để bọc sách báo được luôn. Đó. Một chiếc như này, kính lúp hàng một bộ 250k nhé, 250k. Rồi. Bảng học sinh, bảng học sinh. Đây thì nó có công tắc đây, khóa mở này. Kèm theo bút của nó nhé. Bảng này bảng màu nhé, bảng màu rất là đẹp luôn, để cho các cháu có thể học tập rất tiện dụng nhé. Xài xong mình ấn xóa gọn nhẹ sạch sẽ, không phải dùng bắn phấn dùng bụi. Một chiếc như thế này 150k nhé, 150k mặt bảng lớn nhé, bảng lớn nó dài khoảng gần 40cm nha, bề ngang này là 25cm, rất đẹp luôn. Cái này thì hàng Trung nha, hàng Trung xuất nha. Khi mình không xài nữa thì mình tắt pin đi, xài pin pin của nó này, đây có cái ốc này để mình mở pin nhá, nó dùng pin pin dẹp, pin đồng hồ nha. Một chiếc như này 150k bảng học sinh. Rồi. Bộ bộ rong cao su, rong cao su. Đây là 110.000 nhá. 110.000 một bộ nha các bác. Đầy đủ các mẫu luôn, lớn nhỏ đủ loại nha. Rất là nhiều luôn. Đây. Đây các size của nó này. Rong cao su. Mình có thể sửa chữa máy bơm nước này, máy bơm hơi này, rửa xe. Đầy đủ các mẫu lớn nhỏ đủ loại nha, rất là nhiều luôn. Cái rong này cũng rất là quan trọng nha, thiếu là mình sử dụng cũng không được. Mà mua 1-2 cái thì nó cũng rất là bất tiện nha các bác. Một hộp như thế này, bác nào xài nhiều thì mình sử dụng thay thế dần cũng được. Là một bộ 110k nha, 110k, rất là nhiều món luôn. Sử dụng bao nhiêu năm cũng không hết luôn. Rồi. Ở đây thì vẫn còn một số đầu nối hơi nhanh nha. Đầu nối hơi nhanh. Ở đây thì có tất cả của nó là 8 món nha các bác. Này 8 món này. Cái đầu hơi này. Đây đầu ren nha. Đây đầu nối nhanh này. Đây, đầu cái này. Đây đầu ráp này, đó, cực nhanh luôn, mở cũng rất là nhanh. Đây, ráp ống nhá, ráp ống dây. Ráp đầu này, đó. Rất là nhanh luôn. Đầu nối hơi nhanh. Cái này là hợp kim nha, hợp kim titan, siêu bền, siêu nhẹ nha, chống ăn mòn, không có bị oxy hóa nha. Xài nhiều khi dây hư rồi nhưng mà cái đầu này chưa hư nha các bác. Đây, test cho các bác này, siêu cứng luôn nha. Không bảo gì nha các bác, cực kỳ cứng luôn. Vỡ gạch luôn mà chưa hư nha. Mình nhìn nó giống nhựa thôi nhưng mà cái này không phải nhựa nha các bác. Đó, hợp kim titan nha. Đó, nguyên liệu để sử dụng để làm trong ngành hàng không nha. Đó,
một bộ như này là 125k nha, 125k một bộ nha. Đầu vít đề watt này, đầu vít đề watt về thêm rồi nha các bác. À, cái này đầu 5 phần 16 nhá, 5 phần 16 có 500 này, có 500 siêu hít luôn. À, đầu bắn tôn, đầu bắn tôn đề watt thương hiệu của Mỹ nha. À, một chiếc kia này là 15k nhá, 15k một đầu. À, kìm chết xích, đó, kìm chết xích Chetty. Xích của nó này mình rất thích. Đấy, chung để mở những cái ốc nó lệch cỡ này, ốc lớn hoặc là những cái đồ mà nó ven nó chắc. À, rất là dài luôn. À, đây, mạ ly ken kháng rỉ nha, mạ ly ken kháng rỉ rất là cứng cáp nha. Rất tì cứng cáp luôn. Đó, cực kỳ ok luôn. Một bộ kìm chết xích như thế này 150k. Đó, kìm chết xích Chetty USA. Rồi, bộ dây tiếp theo là một bộ dây thước dây. Đó, thước dây 30m nha, 30m. Đây, đây 30m. À, hai mặt số luôn, hai mặt số nha. À, dây rất là dẻo. À, số cực rõ nha, dài 30m. Đây, mình không xài đây là mình xài cái quay tay nên là nó sẽ rất là bền, sử dụng được lâu dài. À, rồi một bộ thước dây như này là 135k nha. À, 135k. Đây thì có bộ xẻng, xẻng cao quốc. À, bác trồng bonsai làm vườn. À, đây có cào ba răng này, quốc đây. À, một chiếc lưỡi xẻng xúc cán gỗ bọc cao su rất là êm luôn. À, một bộ xẻng cào như thế này 75k nhé. À, 75k. Bộ ray trượt nhé, ray trượt. À, cực kỳ nhạy luôn. Đây là làm học tủ, học bàn. À, à, chế những cái món đồ khác tùy các bác nhé. Bộ ray trượt như này gồm một cặp này, hai chiếc nha. À, 35k nha, cặp còn rất mới nhé, chưa xài. Quạt mini này. À, quạt mini này thì mình có thể sử dụng sạc dự phòng này. À, hoặc là mình xài trên xe máy thì mình có thể gắn vào cái tẩu tẩu riêng này, là cái tẩu màu xài để sạc điện thoại. Đó, gắn cũng được, sử dụng trên xe máy cũng rất là mát nha, đi đường dài, đi đường xa. Đó, xài điện là xài 5V này, 5W nha, quạt mini. Đó, quay cũng rất là mạnh luôn nha các bạn, cực kỳ mát luôn. Đó, một chiếc như này là 25k nha, 25k. Đó, cháu đi học chẳng hạn, rồi mùa hè này nó nóng thì mình có thể đi học, thì sinh viên, học sinh sinh viên chẳng hạn. À, mình mang cục sạc dự phòng đi. À, mình cắm vào sử dụng cũng rất là ok luôn. À, một chiếc 25k nha. Bộ
taro ốc gãy này, taro nhỏ ốc gãy 2, 4, 6 đầu nha, lớn nhỏ đủ cỡ nha các bác, LS. Ốc, những cái ốc mà nó bị hư ren này, là chắc lâu ngày, mình sử dụng taro nhỏ ốc gãy này thì nó sẽ rất dễ dàng để mở cho mình nha. Một bộ như này 75k, 75k nha. Đây nó có màu xanh màu vàng thì là cái vỏ thôi nha các bác, nó như nhau thôi. Keo dính đa năng, keo dính đa năng này, dính gỗ này, dính sắt, dính nhựa, đầy đủ đều được nha. Dính ống nước này, keo dính đa năng, một lọ như này là 25k nha. Nó dạng như tiếp kèm đánh răng chẳng hạn, đó là giống kiểu kèm đánh răng. Keo dính đa năng cực dính nha, dính cực chắc luôn. Một hộp như này 25k nha, kèm mác thông số của nó còn đầy đủ luôn, 25k một lọ nha. Đây thì còn một số đục lấy dấu này, đục lấy dấu đây vẫn phải chắc này. Lực rất là mạnh luôn, đây là in nổ luôn ở dưới sàn nhà này các bác này. Mình có thể lấy dấu trên sắt này, nhôm sắt, gỗ đều được nha. Một chiếc như này 65k nha, 65k. Đây thì có một số mấy cái công tắc nhấn này. Đây là 10k một chiếc chứ, 10k một chiếc công tắc nhấn. Đây có kèm theo dây của nó này. Bộ thìa, thìa inox này, 4, 6 chiếc nha, 6 chiếc rất là lớn luôn, rất là đẹp nha, cực dày dặn nha. Thì 6 chiếc như này, ba mươi năm k 6 chiếc. Máy xay sinh tố, xay sinh tố hoa quả này, trái cây. Cái này thì mình sử dụng pin sạc nha, pin sạc có thể đem đi theo người đi dã ngoại picnic, mình không xài điện thì mình có thể xài trực tiếp nha, xay hoa quả trái cây. Ở đây thì nó có hai loại hộp nha, hai hộp luôn này. Đây cái nắp nha, cái nắp thì mình sử dụng đây thay cho một cái bình nước này, thay cho một bình nước mở ra để uống được nha. Cái này thì nó hết pin rồi các bác, test nhiều quá nó hết pin rồi. Về mình sạc ra, sạc dây sạc điện thoại. Đây có jack tai si nha, jack tai si. Mình cắm mắt sạc điện thoại rồi mình sạc được thôi. Quay cũng rất là mạnh nha, cực kỳ mạnh luôn. Các bác nào muốn chắc chắn hơn thì em sẽ sạc pin lại. Sẽ gửi hình ảnh test quay qua video cho các bác nha. Qua Zalo. Một chiếc như này là 180k nha, 180k. Một bộ máy xay sinh tố. Hai hộp bình này. Và một chiếc máy này có dây nhá, có dây sạc đi kèm nha. Kèm dây thôi nhá, còn đầu sạc thì về các bác sử dụng đầu sạc của đầu sạc điện thoại nha. 180k một chiếc. Rồi, tiếp theo là một Aptomat đó. IP tự ngắt này là 30A nha. 30A.
giống giặt này quả Hàn Quốc nha, còn mới nguyên này, rất là đẹp luôn, đầy đủ phụ kiện nha các bác, đầy đủ phụ kiện luôn. Một chiếc như này 65k nha, 65k 30a. Bộ bánh xe nhỏ này, tân chân tủ kính này, tủ đẩy xe đẩy, bốn bánh nhá, bộ bốn bánh đều có hãm nha các bác, bốn bánh đều có hãm nhá, xoay 360 độ. Đây, hai bạc đạn hai bên này, tải của nó cũng rất là lớn nhá, tải siêu dày luôn, rất là cứng luôn. Hai bạc đạn thì nó rất là bền. Một bộ như này 180k nha, 180k một bộ. Bánh lớn này, bánh lớn, bộ bốn bánh, hai bánh hãm hai bánh không nha, xoay 360 độ. Đấy, thành nó dày hơn 2 ly này, 2 ly rưỡi luôn này, kỳ dày nha. Hai bạc đạn này. Bánh này thì độ rộng của nó khoảng 7 phân nha, 7 phân. Thế ngang này là 2 phân rưỡi nha. Một bộ như này là 280k, 280k, hai bánh hãm nha. Vòi nước, vòi máy lọc nước này, còn mới nguyên nha, chưa xài luôn. Một chiếc như này 85k nha các bác, 85k. Vòi máy lọc nước, võng dù, võng dù quân đội. Cái này thì mình có thể gấp gọn này, gấp gọn làm gối cũng được. Thêm loại. Đây, trong này thì nó có hai lớp nhá, hai lớp, một lớp bên ngoài, lớp dù bên trong này, lớp dù bên trong. Cực dày nha, cái này mỗi đốt không xuyên nha các bác, nó có màn kèm theo cho mình nhá, màn kèm theo cho mình. Đây nó có khóa này, có khóa thì mình có thể mở ra. Khóa nó bên này cơ. Đây, khóa này. Đó. Có thể mở ra nhé. Mình xài mùng thì xài, mà không có thì mình có thể mở ra cho mát này. Đây. Lớp cực dày, đông ấm hay là mát nhé. Đây là lớp mùng của nó cũng rất là dày luôn. Đó. Mình không xài thì mình có thể gấp gọn vào nha. Đó. Không xài thì gấp gọn vào. Mang theo mình đi rẫy hoặc là đi dã ngoại picnic mang theo cũng rất hợp lý luôn, đi phượt. Một chiếc như này 200k. Này thanh lý cho các bác luôn. Còn một số ít thanh lý 200k nha các bác. Ổ điện thích cắm này về thêm này nha. Có hai loại nha, một loại ổ 5 này. Đây xài rác dẹt, rác tròn, rác ba chấu đều được nhé. Đây dây tai này thì mình sử dụng thì mình gắn vào đây nhé. Cái này thì mình xài dây ba pha cũng được, và dây hai thì có dây mát này thì mình gắn ở dưới này nhé. Còn nếu mà xài hai dây bình thường thì mình xài trên này nhé. Rồi, một chiếc như thế này, ổ điện 5 lỗ, 50k nhé, 50k. Ổ điện 3 này, có đèn báo nhé, cái này có đèn báo này. Công suất của nó là 3500W này, 16A nhé. Đây, dài rác dẹt, rác tròn đều được nhé. Mẫu này thì mình sử dụng rác thường nhé, rác thường, hắn cực chắc luôn. Còn mẫu này thì mình xài rác công nghiệp nhé, rác công nghiệp. Chéo ok hơn. Rác công nghiệp là rác lớn như thế này. Rác quạt thì nó nhỏ nha các bác. Rất chắc nha. Ổ điện 3 chấu, 3 lỗ thì cũng 50k luôn. Phích cắm có đèn báo.
20k nhé. Silicon siêu bền, siêu chịu lực, chống va đập nhé. Bác nào làm công trình thì mình sử dụng khá là ok luôn.